Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đồ Đồng Dung Quang Hà. Ở video trước chúng ta đã cùng đi tìm hiểu về ý nghĩa đằng sau những tạo hình của tượng Quan Công. Hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu về tượng Khổng Minh hay còn gọi là Gia Cát Lượng, một danh sư nổi tiếng thời Tam Quốc. Gia Cát Lượng tự là Khổng Minh, hiệu là Ngọa Long Tiên Sinh. Ông là một nhà quân sự, một chính trị gia đại tài của lịch sử Trung Quốc. Gia Cát Lượng có công lớn giúp vua Lưu Bị phục hồi triều đại nhà Hán, là một trong những nhân vật quan trọng giúp nhà Thục Hán giữ được thế chân vạc. Trong dân gian, Gia Cát Lượng luôn được xem là một vị thánh biểu tượng cho sự tài hoa, sự thông minh uyên bác. Tượng Khổng Minh, đặc biệt là tượng Khổng Minh bằng đồng luôn được gia chủ ưa chọn và là sự lựa chọn hàng đầu. Trong phong thủy, tượng Khổng Minh bằng đồng có khả năng trấn trạch, xua đuổi tà ma và quỷ dữ. Việc bày trí tượng Khổng Minh trong nhà giúp tăng sự uy nghiêm, sự mạnh mẽ, giúp khẳng định vị thế và gu thẩm mỹ của gia chủ. Khổng Minh được xem là một vị thần trí tuệ, thế nên bày trí trong nhà sẽ giúp thi cử đỗ đạt, giúp gia tăng kiến thức, giúp giải quyết được những vấn đề khó khăn trong cuộc sống và mang lại những điều may mắn. Tượng Khổng Minh bằng đồng thường được bày trí trong không gian phòng khách, phòng làm việc hay những không gian trang nghiêm có nhiều ánh sáng và thường được đặt trên đôn gỗ để tăng thêm sự sang trọng. Ngoài ra, tượng Khổng Minh còn được đặt trên bàn làm việc, bàn học hay những không gian thoáng mát phù hợp với kích thước của tượng. Tuyệt đối chúng ta không được đặt tượng Gia Cát Lượng bằng đồng trực tiếp xuống đất vì đây được xem là không quan trọng và không mang lại công dụng tốt cho gia chủ. Những bức tượng Khổng Minh bằng đồng hiện nay có rất nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau, từ 24cm, 36cm, 50cm, 56cm cho đến 1m6 hay 2m2. Tuy nhiên, mọi người có thể yêu cầu chế tác theo kích thước mà mình mong muốn để phù hợp nhất với không gian trưng bày của mình. Về chất liệu, tượng Khổng Minh bằng đồng chúng ta có nhiều phân khúc khác nhau từ bình dân cho đến cao cấp. Bình dân chúng ta có tượng Khổng Minh được chế tác từ đồng vàng, đồng đỏ, có giá từ 3 triệu trở lên tùy theo kích thước của tượng. Về cao cấp, chúng ta có tượng Khổng Minh bằng đồng đỏ được khảm tam khí hay là khảm ngũ sắc, giá từ 5 triệu trở lên, hay là tượng Khổng Minh bằng đồng đỏ được mạ vàng hay dát vàng, giá từ 5 triệu rưỡi trở lên tùy theo kích thước của tượng. Chúng ta có rất nhiều kích thước và mẫu mã khác nhau. Nếu bạn nào muốn báo giá chi tiết về kích thước hay mẫu mã nào đấy, hãy gọi đến số hotline 0944 58 1111 hoặc đến trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ 663 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đồ đồng Dung Quang Hà là cơ sở sản xuất đồ đồng uy tín số 1 Việt Nam, sản xuất trực tiếp từ xưởng và có giá thành tốt nhất hiện đại. Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ ngay hotline 0944 581 111 ngay hôm nay để nhận được những quà tặng hấp dẫn. Đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Showroom Dung Quang Hà. Showroom 1, 663 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội. Showroom 2, 84 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Showroom 3, số 9B1 Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Đồ đồng Dung Quang Hà.